Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với video tiếp theo của em Thành Phạm nhé. Hôm nay thì em đã lên một vài sản phẩm giới thiệu đến cho anh em. Thì anh em có nhu cầu về cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em nhé. Hai số điện thoại em đặt trên màn hình. Thì anh em cần tư vấn hay là cần thắc mắc cái vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp với em để em hỗ trợ cho mọi người. Ok anh em nhé. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái bộ nồi 6 món của thị trường Đức anh em nhé. Như trên màn hình các bạn đang quan sát ấy thì nó rất là đẹp và sang trọng luôn. Đấy, em sẽ view cận cảnh cho anh em những cái bộ nồi như này. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với em này. Sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm cho chúng ta là 6 món. Thì đầu tiên sẽ có là một chiếc nồi 5 lít này mọi người này. Đây là một chiếc nồi 5 lít. Vung nắp vung và quai cầm như này. Thì nắp vung được làm bằng kính chịu lực này, kính chịu lực. Và dung tích con này là 5 lít, là cái nồi lớn nhất. Những cái thành như này á thì nó được làm bằng ni lốc mọi người nhá. Đấy, ni lốc hết một lớp ở đây. Đấy. Xong phần đáy này thì nó sẽ có nó sẽ có 5 lớp anh em nhá. Và nó sẽ đun được 5 dạng bếp như là bếp lửa, bếp từ. Đấy. Rồi là bếp ga Garmin. Đấy, bếp bóng halogen. Rồi là cái bếp này là cái gì? Electronic. Đấy, cái đấy thì em đây. Các bác nghe tiếng gõ đã biết là cái độ dày của nó thế nào. Nó là dạng bếp 5 lớp mọi người nhé. Dạng bếp 5 lớp là dạng đáy 5 lớp, rất chi là chất lượng luôn. Đấy, cầm trên tay rất là nặng. Rồi tiếp theo là sản phẩm này nó sẽ có cho chúng ta là một cái chiếc chảo chống dính. Chảo chống dính này thì đường kính đâu đó khoảng tầm 24. Đấy, để em đo luôn. Đây, em sẽ đo cái đường kính của nó cho anh em và các bác tham khảo này. Đấy, đường kính của nó đâu đó lọt lòng nhá. Em đo lọt lòng của nó là 25. Đấy. Và tổng chiều dài của nó cả cán là 43 phân. Đó, thì cái dòng như này rất là ngon lành cho anh em này. Đấy, các bác nhìn này, rất là chất lượng nhá. Máy làm 5 lớp. Đó, rất là tuyệt vời. Rất thích hợp cho anh em đun tất cả các loại bếp. Rồi về đằng này thì nó sẽ có thêm 3 nồi nữa và một cái chảo, một cái nồi nhỏ nhỏ như này. Một cái nồi nhỏ này là dung tích của nó đâu đó là 2 lít nhá. Dung tích 2 lít thì các bác có thể sáng dậy các bác bỏ một cái bỏ vài miếng xương vào để ninh lại đun ăn sáng này, rất là tuyệt vời. Hoặc là nấu canh gia đình một bát canh ấy thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đủ có những cái bộ nồi nha, rất là tuyệt vời. Giá thành là 880.000 đồng. Đó, 880.000 đồng. Thì em sẽ bao ship đến tận nhà cho anh em. Và để chi tiết thì cái bộ nồi nó ở đây này. Đấy, bộ nồi nó ở đây. Và nó được làm đáy 5 lớp nhá. Nó được làm tại thị trường Germany nó là một cái thị trường Đức anh em nhé. Đấy, anh em và các bác tham khảo cái bộ nồi như này, sang trọng rất là tuyệt vời luôn này, rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em một cái nồi chiên không dầu anh em nhé. Cái nồi này thì shop nó mới về, nó có cái màu xanh này rất là đẹp, xanh này xanh blue hay xanh gì đây này, rất là đẹp, xanh rêu nhá. Và có cả màu đen nữa. Đấy, thì con này nó đến từ thương hiệu của Camel, rất là nổi tiếng rồi. Và dung tích của nó ấy là 7 lít mọi người nhá, 7 lít. Và chức năng của nó ấy, con này ấy thì nó có chỉnh nhiệt độ ở cái phần vặn này. Và cái phần này thì anh em là phần hẹn cho đến bao nhiêu phút là nó tự ngắt. Đó. Cái nắp dưới như này. Đấy, nó rất là dày dẫn luôn anh em nhá. Rất chi là dày dẫn luôn. Có phần giá đỡ để cho nó dốc dầu xuống. Cái nồi này anh em cho con gà 3 kg đều vào rất là ngon. Thì anh em chiên không dầu, rất là tuyệt vời. Con này thì chạy được cả điện 220 nha mọi người nhá. 220. Đây là mọi người yên tâm. Dung tích của nó là 7 lít. Đấy, 7 lít. Có thùng hộp của nó như này, rất là to tát nhá. Rất là to tát.
Cái hãng Camel này thì rất là nhiều shop bán rồi, nên là anh em yên tâm về cái chất lượng nhá, không phải lo lắng gì đâu. Rồi, em báo giá cho anh em cái sản phẩm nồi chiên không dầu Camel này. Giá là 700.000 đồng là sẽ bao ship cho anh em này. Rồi, tiếp theo thì em về thêm được một số cái mã như là cái bếp từ ăn lẩu này, bếp từ ăn lẩu của thương hiệu Pana, chính hãng luôn anh em nhá. Một cái nồi như này, bên trong của nó sẽ bao gồm cho anh em đầy đủ là một cái bếp và một cái nồi. Đấy. Đây là một chiếc nồi này. Và đây là một chiếc bếp này. Đấy. Một cái nồi này. Những cái dòng này nó sẽ không kén nồi đâu anh em nhé. Anh em dùng bếp nồi inox, nồi ấy được, nồi nhôm đều được hết, miễn sao đít nó phẳng là được. Sắp đến mùa đông rồi, anh em ăn lẩu lẹt nhiều. Con này đường kính của nó là 27,5 mọi người nhé. Thì một cái nồi như này anh em 6-7 người ăn một cái nồi lẩu như này là quá tuyệt vời luôn. Đấy, đít được làm những cái vân chống ma sát, chống trơn trượt ở đây này. Đấy. Anh em dùng cái nồi to quá thì nó đun nó nhiều nước thì nó lâu hơn những cái dòng nồi này. Còn những cái nồi này nó thiết kế đi kèm này rất là vừa vặn. Thương hiệu của nó thương hiệu Pana. Đấy, và có các thông số hẹn giờ, cộng trừ âm ấy, nấu súp rồi là các thứ ở đây này, on off ở đây. Đấy, đằng sau này có một cái tản nhiệt này. Đấy, tản nhiệt này. Đây là cái dòng bếp từ, anh em sờ đây cũng không bị nóng nha, nó không như cái dòng bếp hồng ngoại kia. Kích thước của một cái dòng như thế này em đo cho anh em này là 28 là chiều ngang và 35 phần chiều đứng, chiều dài. Đó. Độ dày của nó nó dao động nó khoảng mấy phân thôi. Khoảng 3 phân rưỡi thôi mọi người ạ. 3 phân đến 3 phân rưỡi thôi. Rất là mỏng. Đấy, rất là mỏng và xịn luôn. Mặt là mặt kính kết hợp với nhựa ABS. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, em báo giá cho anh em cái dòng sản phẩm như thế này. Giá của sản phẩm như thế này là nồi từ nhá, bếp từ ăn lẩu là 700k mọi người nhá. Bao ship đến tận nhà cho anh em. Rồi, ok các bác này. Dòng điện thoại Nokia, hàng công ty Thanh Lý này, hàng công ty Thanh Lý. Đó. Thì sẽ gửi đến cho mọi người nhá. Ở đây thì nó sẽ có pin này. Đấy, pin và điện thoại và một cái đế sạc dạng Nokia như này. Thì các bác về kết nối vào giúp em nhá. Và trước khi gửi thì em sẽ kết nối sẵn cho các bác. Đấy, kết nối sẵn và đây cho các bác cái này. Các bác phải bóc cái này ra giúp em này. Bóc cái này ra. Tại vì cái này nó có túi bóng này các bác nhá. Đấy, con này thì anh em dùng khi đi làm. Đấy, anh em thợ hồ các thứ là mình đi làm. Hoặc anh em làm cái công việc nó nặng nhọc ấy. Thì cái con này mình chỉ nghe gọi và quăng quật nó thoải mái luôn. Nó thoải mái luôn. Đây, hàng Nokia này. Có tem sâu này. Đấy. Ok anh em nhá. Thì các bác về kết nối vào, lắp sim vào và kết nối vào giúp em. Khi kết nối vào thì các bác bật nguồn lên. Đấy. Bật nguồn lên. Đấy, nó sẽ lắp sim này. Đấy, về các bác bóc này ra giúp em này. Đấy, là nó như mới luôn. Thì cái này là nó chỉ tác vụ là nghe gọi các thứ thôi. Em sẽ test sản phẩm này trước khi gửi đến cho anh em cho nó ngon lành. Đấy, rồi ok. Ở đây thì nó sẽ có màu xanh và một màu đen như này. Đấy, dạng Nokia củ gạch ngày xưa này mọi người nhá. Nokia. Con này thì anh em quăng quật thoải mái luôn. Rồi, giá của sản phẩm ở đây ấy, thì cái điện thoại này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho anh em một cái sạc này. Đấy, sạc chân tròn nhá. Sạc là sạc chân kim luôn. Chân kim đời của ngày xưa. Rồi, với lại một kèm theo pin và máy, giá là 250.000 đồng trên một cái điện thoại như này. Đấy, anh em nhá, 250.000 đồng cho các bác xài cái dòng như này.
Tiếp theo thì em về thêm được một số cái mẫu như là mẫu tai nghe iPod 3 Pro mọi người nhá. iPod 3 Pro thì cái mẫu này em vẫn còn bán trên kênh nhá mọi người nhá. Đấy, hàng của iPod Pro, hàng của Apple. Đấy. Được xuất sang Nhật mọi người nhá, xuất sang Nhật. Thì cái dòng này nó còn nguyên sale như này, rất thích hợp cho anh em kết nối với cái dòng iPhone. Đấy, dòng iPhone thì nó sẽ tích hợp được nhiều các tính năng hơn là những cái dòng Android. Đấy, ngoài ra thì các bác bắt được cả những cái dòng Android đều được, Samsung, Apple thì vẫn đều được, nhưng mà nguyên cái dòng này thì Apple nó sẽ hỗ trợ cho anh em nhiều tính năng hơn nữa. Đấy. Rồi cái mặt hàng như này á thì nó đi sản phẩm đi theo nguyên sale như này, về các bác tự bóc ra nhá, bóc ra. Đấy, về tự bóc ra và kết nối, em gửi đến cho anh em cứ kết nối đàng hoàng nghe thử. Đấy, xong mới trả tiền nhá, mình cứ kiểm tra hàng. Rồi, và đây là cái hàng Z11 của dạng Apple iPod Pro của iPhone nhé, iPhone của táo nhé mọi người nhé. Thì cái dòng này ấy, tại sao nó gọi là Z11, tại vì là nó cái hàng chính thức của Apple ấy, thì nó bán đâu đó là 4 đến 5 triệu đồng một cái sản phẩm như này. Đấy, nhưng mà hàng công ty này thì nó có một cái gì sơ sót nên là nó ra ngoài, nên thì giá của nó rất là ngon lành, giá của nó rất là rẻ thôi, giá chỉ có 400.000 đồng, và chất lượng là nó sẽ tương đương với những cái dòng iPod chính hãng iPod của Apple bán 4-5 triệu đấy. Các bác có thì các bác có thể so sánh nhá. Đấy, giá thành chất lượng thì khỏi bàn luôn. Rồi, em báo giá cho anh em là 400.000 đồng nhá, 400.000 đồng. Ở đây em đang dùng một con rồi này. Đấy, em đang dùng một con này rồi mọi người nhá. Khi mà mở ra thì sản phẩm của nó như này. Đấy. Sản phẩm của nó là cái tai này này. Cái tai này thì các bác có thể hoạt động được lên tới 4-5 tiếng, 4-5 tiếng, và có những cái góc chuyển bài đây này. Đấy, góc mịn như này. Các bác ấn cho em hai lần là nó tự chuyển bài, và ấn hai lần nó tự nghe gọi. Đấy, sản phẩm nó sẽ có là dây sạc tai si này, và kèm theo những cái đầu núm ở đây nhá mọi người nhá, những cái đầu núm ở đây. Đấy, ok anh em nhá. Em báo giá cho anh em cái dòng này là 400.000 đồng. Đấy, sẽ bao ship đến tận nơi cho anh em. Các bác nhận hàng kiểm tra nghe thử rồi mới thanh toán nhá. Rồi mới thanh toán. Kết nối thì quá là đơn giản thôi. Cái dòng này kết nối quá đơn giản, cứ mở ra iPhone nó tự kết nối và mình sẽ kết nối với nó luôn. Đấy, rồi. Rất là ngon lành ở đây nhá. Giá 400k các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây em đang có một số cái mẫu sạc nhanh nhá nhá. Mẫu sạc nhanh này thì nó sạc cực kỳ là ngon cho những cái dòng iPhone. Đấy, đây là sạc nhanh chân tròn. Đấy, sạc nhanh chân tròn. Và nó sạc gấp rưỡi những cái sạc bình thường. Đấy, công suất của nó là sạc 20W, bình thường là có sạc 18W thôi. Nhưng đây là sạc 20W cho anh em luôn. Đấy. Sạc 20W này. Đấy, 20W USB. Thì nó sẽ bao gồm cho anh em cả một cái sợi dây tai si này nữa, dài cáp bơ 1 mét thì phải. Đấy. Rồi, đây. Một đầu là sạc vào đầu iPhone và một đầu là đầu tai si ở đây. Đầu tai si này thì các bác có thể cắm cắm vào cái củ sạc đây này. Đấy, cắm vào củ sạc nhá các bác nhá. Thì sản phẩm này là đang có cái giá là 200.000 một bộ mọi người ạ. 200.000 một bộ sạc như này. Thì các bác cần thì có thể liên hệ này. Con này sạc nhanh, rất là nhanh luôn cho anh em để sạc xài. Cái này đâu đó bình thường người ta sạc khoảng tầm 2 đến 3 tiếng một lần sạc pin đầy, thì con này nó khoảng tầm 1 tiếng 45 45 phút đến 1 tiếng thôi, rất chi là nhanh luôn đó. Giá một bộ như này là 200.000 đồng cho anh em sạc iPhone nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em mới về được hai cái mẫu sạc dự phòng mọi người nhé. Hai mẫu sạc dự phòng này thì nó cực kỳ là dung lượng của nó rất là cao. Ở đây là 10.000 ampere giờ này và một cục là 20.000 ampere giờ này. Đấy. Những cái dòng sản phẩm như này thì anh em sạc vô cùng là tuyệt vời luôn. Rồi. Có cả tem rồi mã vạch các kiểu cho mọi người nhá. Đấy. Ở đây là màu đen này. Đấy, màu đen. Em thử bóc ra một cái xem nào. Xem nó như nào. Anh em đợi em một chút để em bóc cho xem nào.
bên trong của nó sẽ hình dáng nó như nào nhá, để cho các bác tham khảo cái dòng như này. Cái những cái con như này thì các bác có thể là mình xài khi mà mình đi ra ngoài đường, máy trục trặc hết pin đấy, hoặc là các bác ở nhà mất điện lâu thì chúng ta có thể xài cái này. Đấy. Con này là dung tích 10.000 nhá mọi người nhá, dung tích 10.000 ampere và nó được làm những cái nhựa rất là mịn màng như này. Đấy, nhựa rất là ngon lành. Đầu USB quýt ra này. Của nó có cả sạc nhanh luôn. Đấy, sạc nhanh từ 4.5V này cho đến 5A này, 5V 3A này. Đấy, mắc 1.5A này, 12V này. Đấy, nói tóm lại là đây. Ở đây là hiển thị đồng hồ này. Đó. Rồi. Cái này nó sẽ có cổng đầu vào và hai cổng đầu ra mọi người nhá, cổng đầu vào này và hai cổng đầu ra này. Đấy. Sản phẩm này nó sẽ đi nguyên xe như này và em sẽ không cái này là nó sẽ không bao gồm cục sạc đâu nhá mọi người nhá. Con này thì nó dùng đơn giản lắm nhá, nó có chân sạc nhanh luôn cho anh em này, có cả chân tai xi nữa nhá, chân tai xi luôn. Đấy, cầm rất là thanh lịch, nhỏ gọn như này, màu sơn rất là đẹp. Đấy. Đây là khi mà các bác cắm vào thì nó sẽ hiện lên cái phần trăm pin của chúng ta này. Đấy, pin này. Đây nha, em sẽ cắm cái iPhone vào đây. Đấy, nó sẽ báo sạc luôn cho anh em này. Đấy, sạc luôn. Và có cả chân sạc tai xi nữa nhá. Đây là những cái dòng chân sạc nhanh cho anh em. Và sạc nhanh tương đối là nhanh. Và nó gấp rưỡi sạc bình thường mọi người nhá. Đó. Thì ở đây là em đang có hai cái mẫu này. Đấy, hai cái mẫu này. 10.000 và 20.000. 10.000 và 20.000. Thì hôm nay là báo giá cho anh em với cái giá là loại 10.000 này. 10.000 này, giá là 320.000. Đấy. Còn loại 20.000 này, giá là 420.000 anh em nhá. 420.000. Rồi, ok anh em này. Đấy, sản phẩm cực kỳ tốt. Con 20.000 này pin nó nhiều nên là nó rất là nặng hơn con 10.000. Đó, ok anh em nhá. Rồi, tiếp theo thì sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái bộ khóa của Zeti. Zeti này thì nó đến từ thương hiệu của Mỹ anh em nhá. Đấy, thương hiệu của Mỹ cho một cái dạng Zeti như thế này, hàng USA này anh em này. Hàng USA này. Đó, thì đây em đang có những cái bộ to và bộ nhỏ. Bộ nhỏ thì từ 8 cho đến 24 và bộ lớn ấy thì từ 8 cho đến 32. 32. Thì cái con này ấy, nó gấp ra gấp vào rất là gọn gàng, anh em đi mang lại rất là ngon lành. Đó. Để đi vào chi tiết ấy, thì em sẽ lấy ra để cho anh em tham khảo cái chất thép của nó nhá. Đây. Chất thép của nó thì quá là xịn sò. Ngay như anh em bộ GT lần nhái thì rất là nhiều. Bộ GT nhái rất là nhiều anh em nhá. Đấy, những cái đường khắc tên này các kiểu này thì nó không được sắc nét như thế này đâu. Đấy, chất thép thì nó không được bóng như này đâu anh em nhá. Anh em yên tâm. Hàng anh em xài mà không ưng ý thì em sẽ có thể là em hỗ trợ cho anh em luôn. Đấy, không phải nói nhiều. Nên là quan trọng là các bác phải là trải nghiệm sản phẩm. Đấy, chứ còn em nói hay đến mấy mà sản phẩm các bác về bác dùng không ngon lành thì các bác cũng alo em và sẽ là đáp vào mặt em ngay, nên anh em yên tâm. Đó. Thì một cái bộ lớn từ 8 cho đến 32. Từ 8 cho đến 32, giá thành là 450.000 đồng. Đấy, GT lớn anh em nhá. Bộ GT lớn và bộ GT nhỏ từ 8 cho đến 24 đây. Giá là 350. Đấy, 350 em viết vào đây luôn cho anh em này. Bộ này bộ nhỏ nhá, 350 này. Đấy, còn bộ lớn này thì là 450 này. 450. Đấy. Ok anh em nhá. Các bác nào cần cái bộ nào thì có thể liên hệ với em. Rồi. Hàng Make in Japan như này nhá. Đấy, đây này. Hàng Make in Japan. Rồi anh em nhá. Một cây kìm cắt dây điện.
một cây kìm cắt dây điện. Thì cây này coi là cây kìm cắt nhỏ nha các bác nhá, để cho nhân viên nó dễ nhặt hàng. Cây kìm cắt nhỏ đó, 90k. Ngoài ra thì em đang có một cái bộ ba kìm Đức như này đó, bộ ba kìm Đức như này. Thì cái bộ này nó đến từ thương hiệu của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. Nhưng mà nó chỉ được bán trên thị trường của Germany thôi, tức là bán trên thị trường Đức anh em nhé. Đấy, quality Germany này. Đấy, chất liệu của nó đây nhá, rất là xịn sò. Một cái bộ ba như này, trong đó sẽ có một cái con kìm mỏ nhọn. Đấy, kìm mỏ nhọn. Cái mỏ nhọn này thì nó rất là dài, nên là đôi khi anh em làm những công việc ấy, dùng rất là ngon lành luôn, rất là tiện lợi và chắc chắn như này nhá. Rồi cái kìm này em báo giá lẻ cho anh em mua một sản phẩm như này. Thì con này giá là 170.000 đồng. Tiếp theo là một con kìm đầu bằng thông thường. Đấy, quality Germany anh em nhá. Đấy, chất liệu của nó cầm kiểu dáng cực kỳ chắc chắn như này. Đấy, em cầm trên tay này, bác này. Con này thì con kìm cắt đầu bằng thông thường. Đấy, giá là 200.000 đồng. Rồi, cán cầm rất là thoải mái nhé, chất nhựa xịn sò. Tiếp theo là một con kìm cắt nữa này. Đây, con kìm cắt dây điện cắt sắt này. Đó, quality Germany anh em nhé. Germany, nó chỉ bán trên thị trường Đức thôi. Rồi, giá con này là 200.000 đồng cho anh em mua vào cái giá lẻ nhé. Còn nếu mà các bác mua cả bộ ba như này này, thì sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí ship là một này. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ cho anh cái giá tốt hơn. Đó, tức là bác mua kìm bộ ba như này thì sẽ tiết kiệm được 70.000 đồng. Đó, giá thành bộ ba này là 500.000 đồng 3 chiếc. 500.000 đồng 3 chiếc anh em nhé. Thì các bác nào cần cái mã này ấy, thì có thể liên hệ với em. Em có thể gửi hàng cho anh em này. Về đằng này thì em sẽ chia sẻ đến cho anh em một số cái đồ như là đồ tuốt kìm tuốt dây điện này. Thì đây là một cái con kìm tuốt đa năng. Đấy, kìm tuốt đa năng của thương hiệu Kabushi nhá. Các thông số của nó thì nó ghi trên thân như này. Đấy, nó sẽ có cho chúng ta một đầu bấm cốt này, một đằng bấm cốt này, một cắt dây điện này. Đấy, cắt dây điện ở đây này. Đây, cắt dây điện ở đây rất là ngon lành luôn. Và cái phần đầu này các bác chỉ cần đưa dây điện vào đây là nó cặp xuống và nó tự tách ra thôi. Đấy, rất là đơn giản nhá. Rất là đơn giản, dành cho anh em là chuyên dùng điện làm điện này, hoặc anh em dùng trong nhà cũng được, siêu tầm. Nhà có việc mình sẽ xài rất là hay luôn. Con này em báo giá luôn cho anh em là 200.000 đồng các bác nhá, 200k. Ngoài ra còn có một cái dòng kìm tuốt dây điện giá rẻ nữa, nhưng mà cũng là của thương hiệu Kabushi, nó là tầm chỉ có tuốt dây điện không thôi. Thì con này nó rất là ngon lành luôn, nó rẻ nhưng mà nó rất là hữu dụng. Đây, thương hiệu của Kabushi Japan anh em nhé, Kabushi Japan. Con này thì nó như một cái cây kéo này. Đấy, rất là nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Thì ở đây là nó là phần cắt dây cho anh em này, cắt dây này, và nó tuốt được dây điện từ 1.0 cho đến 2.6. Đấy, nó đến từ thương hiệu của Kabushi Japan. Đấy, con này thì nó nhỏ gọn nhưng mà nó rất là được việc, rất là được việc. Giá thành thì rẻ, chỉ có 70.000 đồng thôi. 70k là một cái kìm như này, cắt cực kỳ ngon luôn, không ngon thì sẽ là không lấy tiền. Đấy, đây nha, cắt này, dây 2.5 này. Đấy, cắt phát đứt luôn anh em nhá, cắt phát đứt luôn. Tuốt thì gọi là tuốt quá là xịn sò luôn, tuốt một phát gãy ra luôn. Còn là cái dòng kia thì không cần phải gãy nữa các bác nhá. Cái dòng này này các bác chỉ cần tuốt một phát này, nó sẽ tách bóc ra được. Nếu mà các bác muốn đấu nối tiếp ở một cái giữa thân dây như này thì các bác chỉ đưa vào đây và kẹp bấm vào tách ra và đấu nối tiếp được thôi. Con này thì mỗi con nó một cái chức năng khác nhau. Đó, con này giá là 70.000 đồng anh em nhé, 70k thôi. Rồi, ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em đang có một cái mã, đó là hai cái mã này, nó là cái tô vít đa năng anh em nhé, tô vít đa năng. Thì một con là con tô vít V10 và một con tô vít V14. Thì đây là một cái con tô vít V14 này.
thì các bác dở ra thì nó sẽ kéo cái này lên là nó sẽ dở ra hai hai cái cánh gà bên này, hai bên này nó sẽ dắt vào đây cho chúng ta là 14 cái chi tiết ở đây, 14 cái chi tiết ở đây. Đấy, hàng của Made in Japan này, hàng Made in Japan nhá. Và cái những cái đầu ba ke này, những đầu lục lăng, rồi hoa thị, rồi đầu dẹt, đấy đầy đủ các đầu chi tiết ở đây. Thì các bác xoáy dùng rất là ngon. Dùng xong chúng ta gấp vào được như này, một cái như này thì các bác có rất là nhiều các tính năng để chúng ta xoáy ốc. Và phần đầu này này, đó là cái phần đảo chiều nhá. Đảo chiều cho các bác này. Cái này thì các bác có thể gập ra, gập rô đều được này. Đấy. Và chúng ta sẽ xoáy đảo nhanh này, xoáy nhanh được nhá. Rồi. Con này giá là 220.000 đồng anh em nhá. 220k trên một con như này. Đấy, con này là V14 các bác nhá. Và con V10, con V10 tức là con này là 10 chi tiết. Đấy. Trong cái bụng như này các bác đẩy lên này sẽ có cho chúng ta 10 chi tiết ốc xoáy ở đây này, các bác nhìn này. Đó. Cái phần đầu này ấy, thì nó cũng đảo nhanh được nhá, xoáy nhanh được này. Đấy. Đảo ngược chiều này. Một nấc giữa như này thì thành một cái tô vít thông thường. Đấy, tô vít thông thường. Và chúng ta cũng có thể xoay được 180 độ được như này. Đấy, các bác cần xoay này. Đấy. Đấy, tay công này. Và con này nó đến từ thương hiệu FO Japan anh em nhé, FO Japan. Giá thành của nó là 200.000 đồng trên một chiếc như này nhá. 200.000 đồng trên một chiếc. Ngoài ra thì ở đây em đang có một cái cây kìm cắt tôn 45 độ, nó đến từ thương hiệu Kabushi. Đấy. Con này thì cắt rất là ngon cho anh em làm nghề. Đấy, cắt sắt rồi là cắt tôn rất là ok luôn. Đấy. Đấy là ok luôn anh em nhá. Tại vì nó nghiêng 45 độ như này. Anh em cắt thì không cần phải nâng một bên ra nhiều nhá. Không cần phải nâng một bên để lách vào. Mà các bác cứ cầm cứ này đứng lên thôi là chúng ta cắt được rất là ngon lành. Giá thành thì rẻ nhất ở chỗ này rồi. Người ta đang bán 220 thì em bán chỉ có 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng trên một cái cây kìm cắt tôn nha các bác nhá. Ở đằng này thì em đang có một cái bộ cái bộ đo điện kìm kẹp dòng đa năng dành cho anh em thợ điện này. Cái bộ này á thì một vỉ của nó ấy, thì trong thì nó sẽ có cho chúng ta là đo được đây em bóc cái mới này ra cho anh em luôn. Nó sẽ đo đa năng được cho các bác và có cả tính năng kẹp dòng. Đấy, kẹp dòng và có tính năng chống chập khi mà các bác chuyển đang đo tụ chẳng hạn mà chúng ta chuyển sang điện 220 cắm nhầm thì nó cũng không có vấn đề gì bị cháy chắc cháy đâu nhá anh em nhá. Cái tặng kèm là một đôi pin này. Có dây này là dây đo nhiệt độ này. Ví dụ như các bác muốn đo được cái nhiệt độ ở trong cái tủ lạnh hay cái gì đó, đo nóng đo lạnh thì chúng ta vẫn đo được các tính năng đó nhá. Và dây này, đấy dây này. Đây là mặt đồng hồ của nó này. Đấy. Thì đây, em đã cái con này em đã kết nối pin vào rồi. Nên là để chia sẻ đến cho anh em này. Đấy, con này em đã kết nối pin vào đây rồi. Thì các bác về tự kết nối vào đây giúp em này, lắp pin đằng sau như này. Đấy. Về chức năng ấy thì nó sẽ có một cái màn hình LED hiển thị đồng hồ ở đây. Đấy. Cái này là phần kẹp dòng này, các bác có thể đo được cái dòng của nó đang chạy của nó là bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị lên trên màn hình đồng hồ này. Đấy. Tính năng ở đây này. Đấy thì nó có cả loa nhá. Đấy có thể dò được điện. Do là điện kêu các chỉ cần ngày thôi là nó sẽ tít 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 rồi. Đấy. Các bác giữ lì chữ HoloLED này thì màn hình nó sẽ sáng nhá. Đấy. Và rất là nhiều tính năng đo thông mạch, đo diode, đo HZ, đo độ C ở đây này. Đấy, đo độ C đây này. Rồi là tính năng dò điện. Đấy, có một cái bóng ở đây này. Quan trọng hơn đấy là con này rất là hay. Kể cả anh em không biết xài cũng dùng rất là ok. Anh em chỉ học qua sơ qua một cái là anh em có thể đo được rồi. Đấy. Còn là anh em kể cả có cắm đang đo ở mức diode chẳng hạn. Sản phẩm đầu tiên thì sẽ chia sẻ đến cho anh em cái thoát sàn hút mùi nhá. Đấy. À, sorry mọi người, thoát sàn khử mùi nhá. Đấy. Thì cái con thoát sàn này nó rất là chất lượng nên muốn giới thiệu đến cho anh chị em này. Đấy.
Ở đây ấy, thì các bác này, thấy này, nó rất là dày dẫn bằng ni lông này. Đấy, rất là dày dẫn, và quan trọng hơn là cái đựng nước này này, đựng nước ở đây để nó ngăn mùi. Đấy, ngăn mùi nước thoát sàn lên, bốc lên nhà vệ sinh. Đấy, nó rất là xịn sò luôn dòng này. Cái này nó bằng đồng nhá anh em nhá, bằng đồng. Thì các bác về là xoáy cái này ra giúp em này, nó có một cái lẫy. Đấy, nó có một cái lẫy ở đây này. Đấy, có một cái lẫy ở đây. Các bác bỏ ra. Ấn vào này cho em này. Đấy, rất là khít luôn, rất là khít luôn. Rất là dày anh em nhá, rất là dày. Đấy, đây này các bác nhìn này. Nhìn rất là sang trọng luôn. Đấy, cái thoát san cũng đã chất rồi. Đấy, xong rồi các bác cho vào đây, cho vào đây. Đó, đây này. Các bác thấy không? Rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Một cái hệ thống thoát sàn mà rất là chắc chắn và xịn sò. Cái này nước nó đựng lên tận đây này. Đấy, nước nó đựng lên tận đây thì bắt đầu nước nó, các bác tắm táp hoặc rửa ráy thì nước bắt đầu mới tràn xuống, lúc nào nó cũng chứa nước ở đây thì nó sẽ ngăn khử mùi bốc lên nhà vệ sinh cho anh em được nhá. Rất là chắc chắn. Anh em mà không xử lý là mua những cái dòng rẻ tiền đấy hoặc là những cái dòng không xịn đấy thì chắc chắn là nó, mùi nó sẽ bốc lên nhà vệ sinh, từ bốc lên từ những cái đường ống đấy. Và cái dòng như này em báo giá cho anh em là 250.000 nhá anh em nhá, 250.000 hàng Made in Japan. Đấy, hàng Made in Japan rất là xịn sò và dày dẫn như này này. Đấy, bằng đồng nhá. Anh em nào cần cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ nhá. Đây là thoát sàn khử mùi anh em ạ, thoát sàn khử mùi. Rồi, ok anh em này. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em có cái dòng lô đựng giấy như này nhá, rất là xịn và dày dẫn chắc chắn này anh em này. Dày dẫn và chắc chắn cực kỳ luôn. Nó được làm bằng ni lông nhá, ni lông này, ni lông bóng. Đấy, ở dưới này thì nó có những cái đường khe, đường răng này. Khi mà các bác cuộn giấy vào ấy, thì nó sẽ dập, nó sẽ đứt ở đây luôn nhá. Thì các bác chỉ cần bỏ cuộn giấy vào đây thôi, bỏ cuộn giấy vào và mình đưa một cái đầu giấy xuống đây thôi. Còn cái này là có chức năng nhiệm vụ là giữ giấy thôi. Đấy, giữ giấy rồi. Đấy, nó không cần phải xỏ lỗ hay cái gì đâu. Cũng rất là đơn giản. Ở đằng sau này thì nó sẽ có những cái lỗ để chúng ta bắt vít và gắn rô vào tường nhà vệ sinh. Đấy anh em nhá, bắn những cái lỗ vít ở đây xong mình kéo xuống là nó khớp lên trên như này. Đấy, thì rất là chắc chắn nhá, rất là chắc chắn cho anh em này. Đó, rất là chắc chắn này. Một cái dòng lô đựng giấy như này đây. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Giá em báo giá luôn cho anh em nhá, giá chỉ có 150k thôi anh em ạ. 150k. Đó là cái lô đựng giấy nhá, lô đựng giấy nhà vệ sinh. Đó, thì anh em nào cần cái dòng này thì có thể liên hệ này. Nó bằng ni lông và nó rất là sạch sẽ. Đấy. Sang bên đằng này thì em vẫn đang thanh lý cho anh em cái dòng đèn pin Polycare của cảnh sát Nhật nhá anh em nhá. Polycare của cảnh sát Nhật. Thì cái dòng như này ấy, nó có thể là sạc năng lượng mặt trời. Đây là một cái tấm viên pin sạc năng lượng mặt trời, kết hợp luôn là hai giải đèn LED trắng và đỏ. Nó có cảnh báo US luôn. Đấy, cảnh báo US luôn. Nay em xả kho còn có 250k thôi anh em nhá, 250k thôi đây này. Thì sản phẩm này nó tích hợp cho anh em là cái đầu cắt dây này, đầu cắt dây này. Đấy, đầu phá kính này, đầu hít nam châm này. Đấy, đầu đèn LED của nó đây nhá. Con này trông nhỏ gọn, chắc chắn, bằng được làm bằng nhôm. Nhôm rất là cứng cáp và cầm rất là đầm tay như này. Đó, đây này. Ở đằng sau này có một cái la bàn. Khi mà các bác xoáy ra thì nó sẽ có cổng sạc đây và cổng chuyển ra sạc các thiết bị khác. Đây là bóng báo đỏ, là bóng nguồn đầu vào và đầu ra. Đấy. La bàn ở đây. La bàn đây nhá. Rất là xịn sò luôn này. Đấy. Các bác có thể biết được cái hướng đi của các bác luôn. Về chức năng ấy thì chức năng đầu tiên đây, ấn một phát là giảm ánh sáng này, ấn phát thứ hai là nháy này. Đấy. Chức năng thứ ba là các bác giữ lì cho em 3 giây là nó sẽ tự động nó chuyển qua cái đèn LED ở phần hông bụng như này. Đấy, ấn thôi. Rồi chúng ta sẽ giữ lì này là nó sẽ nháy này. Đấy các bác nhá. Sẽ nháy ở đây. Đó, ok anh em này. Rất chi là sáng nhá. Chi là sáng. Các bác cứ giữ lì là nó sẽ chuyển sang chế độ khác. Đấy, rất chi là sáng. Đấy, đây là ban ngày nhá. Ban ngày mà nó còn sáng được cỡ như này là các bác biết là nó cũng như nào rồi. Rồi,
Ok anh em nhá, cái sản phẩm này em đang xả kho cho anh em là 250k, trước đó là 280.000 cái dòng này đó. Đấy, nó sẽ đi kèm cho anh em thêm một cái dây sạc như thế này. Rồi, ok anh em, dây đeo của nó rất là xịn sò để anh em quặc vào tay này. Giá 280. Shop được về thêm được một số cái mẫu đèn pin đeo đầu. Đèn pin đeo đầu cảm biến. Thì cái dòng như này thì nó đến từ thị trường Germany anh em nhé. Đấy, Germany. Rồi, phần bóng này là bóng gương cầu. Đấy, nó hơi lồi một tí này anh em này. Bóng gương cầu nhá. Rất là chi là sáng. Và nó có thể là sạc được qua cho một cái điện thoại được, rất là ngon lành luôn. Ở đây thì nó sẽ tặng kèm đi theo nó ấy, thì nó sẽ có một cái dây chuẩn Type-C. Đấy, Type-C luôn, đời thế hệ mới luôn. Rồi, và anh em cắm vào đây giúp em nhá. Cắm ở cái phần trên đầu này, cái lỗ nhỏ này. Đấy, các bác về kết nối vào cái sạc điện thoại cho em. Đấy, sản phẩm thì nó sẽ bao gồm như này thôi. Bao gồm như này thôi các bác nhé. Đấy, các bác về cắm vào đây. Xong là cắm vào cái củ điện thoại của mọi người này. Đó, khi mà máy của mình hết pin. Đấy, mất điện, hết pin, không có pin sạc. Các bác có thể cắm vào từ đây. Từ cái này ra, sạc cho một cái thiết bị điện thoại khác này. Hoặc sạc cho một cái các thiết bị như là quạt tích điện các kiểu này. Đấy, nó tính năng thay thế một cái viên pin năng lượng, một cái sạc dự phòng các bác ạ. Một cái sạc dự phòng. Rồi, con này có thể ngửa lên ngửa xuống được như này. Đấy, làm rất là chắc chắn. Cái cổ này được làm bằng hợp kim nhôm nhá mọi người nhá. Hợp kim nhôm. Đấy, rất là chắc chắn. Và có thể chỉnh đèn pha đây này. Chỉnh đèn pha đây, góc ra góc rộng luôn. Công tắc bật đèn này. Đấy, nó rất sáng nhá, cái dòng này rất là sáng như này này. Đấy. Đấy, giảm ánh sáng này, nháy này. Đó, rất là chi là ngon. Và có cả tính năng là cảm biến nhá. Cảm biến nhá, khi mà đây này. Tính năng cảm biến. Bây giờ là em sẽ cảm biến cho mọi người. Nó ở cái nút này này, nút này là nút cảm biến nhá. Đấy, chỉ cần cua tay một cái này là tắt này. Cua tay một cái là bật này. Cua tay một cái là tắt luôn. Đó. Thì cái con này rất là hiện đại luôn. Có cả báo phần trăm pin đây nhá. 25, 50, 75 và 100. Đấy, nó có hai cái mắt cảm biến ở đây. Tắt đi, tắt cái phần đây đã. Đấy, các bác có thể ngửa ra, ngửa vô đều được. Đấy, nó như một cái máy ảnh luôn như này. Đấy. Về kích thước của nó thì nó nhỏ gọn bằng cái lòng bàn tay của em thôi, như này nhá. Này nhá, để anh em có thể cân đối được này. Dây của nó rất là chi là ngon. Và con này em báo giá cho anh em giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một cái dòng đèn pin đeo đầu của Đức như này nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì ở đây em chia sẻ đến cho mọi người một cái dòng đèn pha cảnh báo nhá. Đèn pha cảnh báo này thì chia sẻ luôn là cái dòng này là nó là dòng của hàng nội địa trung ương. Đấy, nó là hàng nội địa trung nhá mọi người nhá. Thì cái con này á, nó là công suất của nó là 30W. Nó xách đi xách lại được. Đấy các bác, như trên hình như này nhá. Nó dùng 3 viên pin ở đây. 3 viên pin ở đây. Và công suất là 30W này. Nó có thể vảnh lên pha ra là 120 độ này. Ở đây là điểm ánh sáng của nó là 2400 lumen này. Đấy, và cái led của nó được hoạt động là 50.000 giờ. Đấy, 50.000 giờ tương đối là nhiều. Đó, và con này chống nước của nó là IP65. Đấy, chống nước rất là xịn sò cho anh em nhá. Thì các bác có thể đi mưa đi gió thoải mái được. Khi mà mở sản phẩm này ra ấy, thì bên trong của nó như này nhá. Hàng này hàng nội địa chung nhưng mà nó cực kỳ chất lượng luôn. Cực kỳ chất lượng. Đấy, cái này là cái để pin của nó nhá. Pin của nó thì nó sẽ gồm cho anh em là 3 viên pin 18650. Và dung tích pin của nó là 4800mAh. Đấy, 4000, 3 viên pin như này. Thì em sẽ lắp ráp vào để giới thiệu đến cho anh em đây. Gồm tặng kèm một dây cáp sạc này, đế đốc sạc này. Đấy, đốc sạc chân tròn như thế này nhá. Đấy, dây sạc của nó nhá. Thì các bác hết pin các bác lại sạc vào. Đây là cái đế của nó này. Đây là cái phần đế của nó này. Đấy, chống sốc chống trước đàng hoàng cho anh em luôn. Mở ra nhá, mở ra thì sẽ là về các bác kết nối giúp em. Kết nối cái phần chân này. Đấy, kết nối cái phần chân này vào cái đế ở tay ở đây.
để tay ở đây. Anh em đợi em một chút, em sẽ kết nối và chia sẻ giới thiệu đến cho anh em. Đó. Thì các bác về kết nối giúp em vào đây. Đấy, kết nối vào đây như này. Xong xoáy con ốc này vào đây. Đấy, thì chúng ta sẽ được một cái đèn pha có chân luôn. Các bác có thể để chỗ nào cũng được, để chỗ nào cũng được nha. Đấy, anh em đợi em tí là em sẽ làm cho anh em từ A đến Z luôn. Từ A đến Z luôn. Anh em chưa ấn nút like thì giúp em xin nút like nhá. Cảm ơn toàn thể anh em và các bác. Đấy, các bác về xoáy đây vào đây giúp em. Ở đây có những cái nút nấc xoáy này. Đấy, có nấc xoáy này. Các bác muốn ngửa lên, ngửa xuống hoặc ngửa như nào thì tùy mọi người. Ở đây là có hai, đều có hai cái nút xoáy luôn. Ở đây thì các bác sẽ dùng bằng pin 18650 thì sẽ lắp vào đằng sau ở đây nhá. Lắp đằng sau đây này. Khi mà các bác lắp vào đây đúng chiều vào cho em. Đấy, ở đây là cái đế sạc này, nó có cái núm chống nước luôn cho các bác nhé. Đấy, phần đèn ở đây. Phần đèn thì nó có một cái chóa đèn và có những cái mắt led ở đây, mắt led ở đây. Đấy, rất là xịn nhá. Khi mà bật ở đây là nó có một cái thanh nhôm tản nhiệt nữa. Đấy, để tránh mà cái công suất nó lên cao thì nó sẽ nóng, nó sẽ già bóng, nó sẽ cháy. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ có cái thanh tản nhiệt nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, nó làm rất là chu đáo cho mình. Giá thành ở đây thì cái này chỉ có bao nhiêu, 250.000 đồng thôi. Đấy, em sẽ bật lên cho anh em thấy này. Đấy, đây là mức đầu tiên. Đấy, mức thứ hai là sẽ mạnh, sáng mạnh hơn. Mức thứ ba là nó sẽ nháy cảnh báo iOS như này. Đấy, tắt đi đây. Đấy, các bác cầm cái này xách ra ngoài ngoài vườn để viết thì rất là tiện lợi này. Mất điện chúng ta cần một cái này để lên chốc tủ chúng ta pha xuống rất là sáng nhá. Rất là sáng. Đấy, rất là tiện lợi. Thì có giá này chỉ có 250.000 thôi các bác ạ. Đấy, các bác nào cần thì có thể liên hệ với em nhá. Liên hệ với em để em gửi hàng cho anh em. Đế sạc của các bác đây. Đấy, các bác cắm điện 220 thông thường đều được. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em đang có những cái mẫu đèn 5 cánh nha mọi người nhá. Mẫu đèn 5 cánh. Đó, mẫu đèn 5 cánh này thì công suất của nó ấy, nó là 100W nhá. 100W và điểm ảnh ánh sáng của nó là 65K. Đấy. Thì dòng này á nó chuẩn là chuẩn đuôi đèn xoáy nhá, đuôi đèn tròn xoáy. Đấy, thì các bác lấy cái đuôi đèn xoáy này, ở đâu cũng có rồi, nhà các bác chắc có nhiều lắm rồi đấy. Cái bóng mà có cháy thì các bác dùng cái dòng bóng này, dùng nó vừa thiết kế rất là đẹp, vừa là rất là sáng. Con này thì anh em kết nối vào trên trần nhà giúp em và để nó tỏa rộng thì các bác treo cao lên nhá. Ở đây thì nó thiết kế cho chúng ta là 5 mắt led. Đấy, 5 cánh. Đấy, toàn là mắt led ở đây nhá. Và giữa này cũng là một điểm ánh sáng led nữa. Đấy, tổng thể của nó là 6 điểm led. Đấy. Và bây giờ em test thử cho anh em thấy nhá. Test thử cho anh em thấy cái độ sáng của nó rất là sáng luôn. Đây là em đã cắm vào ánh sáng của em này. Đấy, để mà qua hình ảnh ấy, thì nó sáng quá, đâm ra nó đang nháy này. Đấy, nó đang nháy, khung hình nó đang nháy. Đấy, thì các bác có thể nhìn qua những cái mắt led ở đây này. Đấy, nó rất là dày này. Đấy. Còn là nhìn mắt thường ấy thì là rất là không thể nhìn được cái mắt led ở trong đâu. Đấy, qua hình ảnh camera thì nó mới thấy là nó thấy mắt led ở đấy. Đó. Giá của sản phẩm này ấy, giá là 150.000 đồng trên một cái quả bóng 5 cánh như này nhá. Ngoài ra thì ở đây em đang có cái dòng 4 cánh này. 4 cánh công suất của nó ấy. Công suất của nó là 75W nha các bác nhá, 75W. Thì con này giá thì em đang sale giá rất là rẻ, chỉ có 100.000 đồng trên một quả là 4 cánh này thôi. Nó sẽ sáng độ sáng của nó thì nó sẽ không bằng cái dòng 5 cánh như này. Nhưng mà các bác dùng cái 4 cánh này rất là tiện rồi, rất là sáng rồi. Đấy, các bác nào thích cái dòng 4 cánh này thì cũng có thể liên hệ với em nhá. Gập vào này. Đấy, rất là nhỏ gọn. Rồi ok anh em này.